Kính thưa quý bạn, chúng tôi hân hạnh được gặp anh Nguyễn Quang Chánh, tác giả của những cái cuốn sách viết về tình báo rất là nổi tiếng. Đây là anh Quang và đây là tác giả Nguyễn Quang Chánh. Anh Chánh gửi tặng chúng tôi một số sách và anh có một vài lời giải thích về những cái số khác nhau như thế nào. Xin mời các bạn Chánh. Dạ, chào chị Xuân Nhi, anh Quang. Thực sự là em viết cái cuốn H63 này thì xuất bản tháng 6 năm 2003, tức là cách đây nửa năm rồi. Đây trong đó thì thực sự đây em viết cái này là cũng tập hợp cũng bài viết lại mà theo yêu cầu của cái câu chuyện kể của chú Tư Cang. Anh chị cũng đã gặp chú Tư Cang ở nhà rồi. Thì chú Tư Cang cũng giải thích là thế này, tức là về X6, tức là chú Phạm Xuân Ẩn ấy, là viết rất nhiều rồi, là ông phóng viên người Pháp ông đã viết đấy, rồi cô Đặng Thị Ngọc Hải cũng đã viết cái cuốn về chú Ẩn. Sau đó là ông giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman là viết cái cuốn rất là hay là điệp viên hoàn hảo đấy. Thế thì thực sự ra thì tất cả những cuốn đó thì là viết về cá nhân chú Ẩn thôi, thế còn cái đằng sau lưng cái tập thể của cái cụ H63 thì chú Ẩn là một thành viên, là điệp viên được cắm sâu ở trong lòng địch, tức là làm phóng viên đấy, như đằng sau lưng. Thế thì cho nên là cái cuốn H63 này tức là tôi viết là những cái người đứng đằng sau lưng chú Ẩn, cả cái chú Cang, cộng với cái cuốn X6 điệp viên hoàn hảo của ông Larry Berman thì nó sẽ trở thành một cái cuốn sách là rất là hoàn hảo. Nó gồm là X6 là và những đồng đội của họ trong H63. Cho nên cái này là những người đồng đội đằng sau lưng của chú Ẩn. Trong đó là có 27 người là hy sinh, 12 người họ bị thương, trong đó có cả cục trưởng nữa. Đấy, cho nên thì trong tháng tới thì tôi sẽ bổ sung thêm dần những bài viết về thêm nữa để những cái gương hy sinh trong 27 người nữa và những người bị thương nữa. Trong đó thì hôm rồi việc họp ở Phiên Phú ở Đông á thì có rất nhiều thông tin để tôi sẽ bổ sung. Đúng rồi, tức là trong cuốn sách này là tại sao các bạn đọc thì không thấy cái bài tôi viết của cô Tám Thảo, vì tôi có viết ấy, thì có một số cái thì cô Tám Thảo cũng không muốn tiết lộ, cô giáo Thảo cũng có nhiều cái ngại ngùng. Đấy thì cho nên là tôi phải bỏ ra, cho nên là cuốn sách này có là nói về những người đứng sau lưng chú Ẩn thì có 3 người anh hùng, thì mà lại là tại sao là không có cô Tám Thảo, thì vì cô Tám Thảo không đồng ý. Thế thì sau đó vì hôm rồi thì cô Tám Thảo là có duyệt bài lại thì cô ấy bảo thôi rồi, cái gì nói được và cái gì không nên công bố thì cô giáo cho đăng, thì tôi đã cho vào trong cuốn sách này rồi, thì tôi sẽ biên tập lại và tôi sẽ bổ sung ở đây để cho cuốn sách nó dày dặn hơn tất cả mọi cái ra. Tại vì là nó cũng có nhiều cái lắm, tức là nhiều khi có những cái việc riêng á thì cô Tám Thảo cũng không phương tiện nói, cô nói thôi thì mình hy sinh một phần thôi, nhưng những người đồng đội ấy, người ta còn hy sinh, còn chịu đựng nhiều hơn, chứ mình được sống sót qua chiến tranh được tức là may lắm rồi. Thế thì thôi thì mình nói cái chuyện đó thì thôi, thì hy sinh của mình thì không đáng gì so với lại tập thể mà đã những anh em nào mất hơn, nên là cô nói cái chuyện đó và rất là nhân văn, có nhân văn đấy. Thưa anh, những cái câu chuyện mà tình báo đó, đọc cái tên, đọc cái tựa và nhất là cái trang trí của cái cuốn sách mình thì bạn của chúng tôi ở bên Mỹ đó, họ nhìn thấy họ thèm lắm, rất là thèm, nhưng mà lẽ dĩ nhiên là cái người mà thèm muốn không có thì là những cái người cũng gần giống như chúng tôi, chứ còn cái phe nó ghét mình nữa thì không biết, cũng có thể nó cũng thèm, nó không dám nói. Thực sự họ thèm lắm, họ sẽ đọc, họ kêu họ cũng chuộng, họ không nói. Nhưng mà thực sự ra nếu mà họ là cái người mà có hiểu biết ấy, thì họ phân tích ấy, thì có thể những luồng thông tin khác nhau này kia, nhưng mà đây là toàn bộ là những thông tin thật hết của người thực, việc thực trong người, trong cuộc kể, không có tô vẽ, không có bất cứ gì, nó rất nhân bản trong những câu chuyện đó. Bởi vì thực sự ra nói cái này để hiểu rằng là hy sinh nhiều lắm, không phải dễ gì thắng được Mỹ đâu, không phải tình báo Việt Nam mà cái dễ gì mà thắng được CIA đâu, nó bắt hết, đưa bao nhiêu người vô bắt hết thế. Ông Ẩn cũng nói ngay là tôi ngay bài mở đầu nói là ông nói ông Tư Cang cầm tay ở trong bệnh viện ấy là tôi với anh may mắn không bị nó bắt thôi, may mắn sống sót được thôi, chứ còn đấy là số ông bà phù hộ, chứ còn thực sự ra thì mình cũng có thể bất kỳ lúc nào hy sinh được. Đấy, cho nên cái là may mắn trong cái câu chuyện đó ra, chứ còn hy sinh nhiều lắm. Thế nên mình phải nói thế, chứ là không dễ gì mà thắng được nó đâu, tôi mới nói thật như thế. Thế nên nhiều khi nhiều mình hình tượng quá thì mình cứ nói quá đi, không phải đâu, hy sinh nhiều lắm, mất mát vô cùng lớn thì mới có thể giành được cái thắng lợi cuối cùng. Những cái người chiến sĩ tình báo hy sinh ghê gớm, cũng như chú Ẩn cuộc đời sau này, sau giải phóng 30 thì cũng có nhiều thứ lắm, chú có nhiều cái tâm sự buồn chứ. Còn cái này khác thì tất nhiên là khi mà mình sau chiến tranh xong rồi có những chính sách của mình thì kinh tế nó chưa đúng chẳng hạn đấy, thì cũng nhiều cái rồi tệ tham nhũng thì chú cũng có ý kiến, nhiều người chú nói thẳng, nhiều người không thích, cho nên chú cũng buồn nhiều thứ lắm, cũng có đấy thôi, ai cũng vậy thôi. Cũng như chú Xấu Trí, em đang tính là sau cái cuốn này em đang viết cái cuốn về chú Xấu Trí, để mà chú Xấu Trí tức là trưởng phòng tình báo miền, cái hai là chỉ huy toàn bộ cái lưới tình báo trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở đây đấy. Thì chú đó thì chú có nhiều cái nỗi buồn của chú. Chú Tư Ca nói là phong anh hùng cho chú 2 lần thì xứng đáng chứ chưa gì, nhưng mà không được phong anh hùng thì cũng có nhiều chuyện lắm. Thì thôi thì những câu chuyện thì mình không thể nào ấy được, bếp núc của nó, câu chuyện về tình báo nó phức tạp lắm, mình không thể để đọc được. Tại vì thực sự ở Việt Nam mình cũng không phải có cái gì giải mật hết đâu, nên cái gì mình nói được nhân bản mình nói, còn những có gì nó thuộc về vấn đề họ bảo là bí mật tình báo thì mình nói, người ta không cho phép nói. Thế thôi, thế thôi mình biết vậy thôi, mình đọc mình phải làm sao những gương hy sinh rồi những cái cống hiến của họ là tốt đẹp. Bây giờ mình nói đến đây mình thấy rõ là qua những cuộc chiến đành rằng có những gọi là hy sinh. Trước mắt mình thấy mình quả cảm, ví dụ như anh hùng cái gì Phan Đình Giót thì cái làm năng cả những sự hy sinh sinh rất dễ thấy. Còn cái người tình báo này không nhìn thấy đã hy sinh cả cuộc đời, không phải cái phút giây đó mà cả cuộc đời, mà còn hy sinh cả cái danh tiếng nữa, danh tiếng luôn đấy, âm thầm luôn, gia đình chịu vợ con tất cả. Thành ra mình thấy cái sự hy sinh này ghê gớm. Đấy, trong này ví dụ như trong cái cuốn mà Sống Để Kể Lại thì sẽ gặp lại rất nhiều tấm gương như là chú Mười Cơ này, rồi những cái hy sinh của ông Lê Hữu Thúy. Tôi kể với ông Lê Hữu Thúy, tức là ông 25 đấy, là cái người là phó chỉ huy của cái cụm 22 mà bị hồi CIA nó phá năm 69 đấy, mà ông Vũ Ngọc Dao ông cố vấn đấy, rồi bắt hết nó đưa ra ngoài côn đảo đấy. Thế mà ông ra đó ông cũng một lần được chiến công, cũng lấy được cái danh sách 17.000 tù chính trị đấy. Sau về trong thế hệ đến cuối cùng là cũng bị là phải tình báo là phải là phải đối mặt với cái chuyện là phải thẩm tra thẩm định suốt 15 năm trời. Chú vẫn đeo cái lon thượng úy thôi, là bắt về hưu sớm rồi, không được sinh hoạt đảng, đình chỉ hết, vợ con của anh khổ lắm. Thế thì mãi sau chú Mười Hương, chú Mười Nho, chú mới lấy tài liệu của ông Cao Đăng Chiếm đấy. Thì chú bảo là chú phải, chú phụ trách điệp báo, chú hiểu là ông bị hàm oan nhiều lắm, cái tài liệu của địch để lại nhiều thứ nữa về các chính trị tình báo mà khi bị nó bắt ấy, thì có những hồ sơ nó để lại rất là nguy hiểm cái chuyện đó. Thế thì phải giải trình hộ được, thì trong vòng hơn 10 năm chú giải trình được thì là mọi người công nhận. Thì lúc đó nhà nước mới lại là phong cho chú từ thượng úy lên thẳng đại tá và làm thủ tục tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngay năm 96, tuyên dương thì năm 2000 chú mất đấy, đến năm 90 tức là 15 năm sau giải phóng thì chú mới được phục hồi cái chuyện đó. Thế giờ mình liên hệ cái này, dụ như là nếu mà chị có xem cái phim ở Liên Xô, nó có cái phim là 17 khoảng khắc mùa xuân đấy, 17 khoảng khắc mùa xuân đấy, với ông điệp viên Stiglitz ấy, đấy là nó lấy cảm hứng từ cái ông đấy, ông tình báo đó. Thế cuối cùng đấy là cái nhân vật chính như thế. Đấy là cái phim này là văn học nghệ thuật thôi, nhưng cái người trước khi chết 4 tháng mới được nhà nước Liên Xô là phong tặng anh hùng. Cảm cuộc được tức là mấy chục năm, 30-40 năm sau chiến tranh. Đấy, cho nên mình phải hiểu cái chuyện tình báo nó hy sinh nhiều lắm. Đấy thì mình muốn nói đó. Thế thì bây giờ mình cũng tóm tắt lại là trong những cuộc chiến mà quý vị thấy có những cuộc hy sinh như vậy và dai dẳng, mà chúng ta đều biết là bên phía những người đi theo miền Bắc thì nghèo lắm quý vị, sống rất nghèo, rất khổ cả cuộc đời trong chiến tranh, mà ngay cả sau chiến tranh cũng vẫn tiếp tục sống cuộc đời nghèo. Mà tại sao chúng ta có rất nhiều anh hùng như vậy? Tại sao họ hy sinh như vậy? Nó có sự chính nghĩa. Bây giờ đây là cái câu hỏi mà chúng tôi xin đặt đối với những người mà tuyên truyền chống lại cái cuộc chiến phá hoại cái thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 mà chúng ta đang được hưởng ngày nay. Đó là cái câu tóm tắt của chúng tôi về kết luận. Và xin chào quý vị.